Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Trong chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số tin đáng chú ý được phát trong tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Lại Thế Nguyên, tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy Ngọc Lặc về giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng chí Lại Thế Nguyên, tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy Ngọc Lặc được ban thường vụ tỉnh ủy điều động luân chuyển về làm bí thư huyện ủy Ngọc Lặc từ tháng 4 năm 2013 đến nay. Trong thời gian công tác tại huyện Ngọc Lặc, đồng chí Lại Thế Nguyên đã cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ khóa 22 đoàn kết thống nhất lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt có nhiều đổi mới về đột phá trong chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đưa phong trào cách mạng của Đảng bộ phát triển mạnh mẽ, nhất là kinh tế xã hội, chính sách, đầu tư, xuất khẩu lao động, từng bước làm cho diện mạo của huyện Ngọc Lặc có nhiều đổi thay. Từ những thành tích của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22 nói chung và cá nhân đồng chí Lại Thế Nguyên nói riêng đã được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị ủy viên ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 6 năm 2015. Trong thời gian một ngày, các thành viên tham dự hội nghị đã nghe và cho ý kiến đóng góp vào 6 nội dung: báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, thu chi ngân sách, kết quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ cuối năm, một số nội dung khác. Đặc biệt, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2015 và báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để hoàn chỉnh báo cáo trình hội nghị hội đồng nhân dân huyện trong thời gian tới. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất với dự thảo báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, hội đồng nhân dân, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp kết hợp giữa các ngành và đặc biệt là sự đồng thuận, đồng tình cao của nhân dân, các dân tộc trong huyện. Theo đó, kinh tế 6 tháng đầu năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, có mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, bộ mặt nông nghiệp nông thôn đang trên đà khởi sắc. Các xã đã huy động tổng hợp các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, ước đạt 27,5 tỷ đồng, làm được 7,58 km đường trục bê tông xi măng, tu sửa kênh mương, xây dựng trường học. Riêng xã Ngọc Liên đã đạt được các tiêu chí xã chuẩn xây dựng nông thôn mới. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2015 cần tập trung vào sản xuất vụ thu mùa đạt trên 3 mặt, diện tích, năng suất, sản lượng và đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, phòng chống bão lụt, cứu nạn, đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm tốt công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016, trong tuần qua, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bầu tại địa bàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Trung. Sau khi được nghe báo cáo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, cử tri xã Ngọc Trung đã phát biểu ý kiến tập trung vào 4 vấn đề, đó là đề nghị các cấp quan tâm đến phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng, phát triển kinh tế, chế độ dành cho người cao tuổi chưa kịp thời. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp. Điều chỉnh tuyến kênh Bắc đi qua một số thôn trong xã không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân. Đặc biệt, cử tri kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện về điện lực Ngọc Lặc cần công khai minh bạch hơn trong công tác mua bán điện. Cũng trong tuần qua, huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức thành công lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2015. Trong thời gian học từ mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 năm 2015,
Các học viên đã được nghiên cứu và học tập các chuyên đề lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Nội dung chương trình được biên soạn ngắn gọn, khoa học, có tính hệ thống khái quát cao, thiết thực với đối tượng. Thông qua nghe giảng và thảo luận đã giúp các học viên có những nhận thức và hiểu biết cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng thời có nhận thức đúng đắn về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, nội dung đảng viên cần phấn đấu rèn luyện trong giai đoạn hiện nay. Bằng những kiến thức lý luận và thực tiễn, các học viên đã nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề, kết quả 100% học viên đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra. Trong tỷ lệ, học viên có bài kiểm tra đạt loại khá giỏi là 66,7%. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên trong toàn đảng bộ với mục đích tổng kết, động viên khen thưởng đối với các tập thể cá nhân đã đạt thành tích cao trong cuộc thi. Trong tuần vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác này. Trong những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp sửa đổi với chất lượng cao. Qua hơn một năm triển khai thi hành Hiến pháp mới năm 2013, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến Hiến pháp sâu rộng, thống nhất, đồng bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã triển khai hướng dẫn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Đã có 137 cơ quan, đơn vị tham gia với 3.683 người tham gia cuộc thi, trong đó có 1.170 bài dự thi cấp huyện. Các bài thi đều trả lời đầy đủ 9 câu hỏi theo thể lệ. Nhiều bài thi có chất lượng cao về nội dung, sáng tạo trong cách trình bày. Hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban dân huyện cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.